ngày 25 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa đã tổ chức chương trình đồng hành cùng đồng bào dân tộc ở Bản Cáo, xã Lâm Hóa. Chương trình nhằm động viên, khích lệ bà con đồng bào dân tộc, đặc biệt là chị em phụ nữ có thêm động lực, an tâm lao động, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã trao một máy tính xách tay cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lâm Hóa. Đây là phần quà do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa cũng đã trao 5 suất quà cho 5 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 300.000 đồng, trao 12 con lợn giống cho 6 hộ gia đình để phát triển chăn nuôi, tổ chức gian hàng không đồng gồm các loại quần áo, chăn màn và đồ dùng cá nhân phục vụ bà con trong bản. Tổng giá trị thực hiện chương trình là 40 triệu đồng. Bản Cáo có 50 hộ, 220 khẩu đồng bào Mã Liềng thuộc dân tộc Chứt. Đây là bản được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa nhận giúp đỡ theo sự phân công của Ban Thường vụ huyện ủy. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa luôn đồng hành chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ bà con phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, đời sống của đồng bào dân tộc được cải thiện đáng kể.